You raise me up so I can stand on mountains. Từ Thường Châu 2018 đến chiếc vô địch AFF Cup 2018, từ vòng loại World Cup 2022 đến SEA Games 31 trên sân nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo như một vị phù thủy mang lại những vinh quang huy hoàng cho nền bóng đá Việt Nam. Ngày Park Hang-seo đáp chuyến bay xuống Hà Nội vào tháng 10 năm 2017 để ký hợp đồng 2 năm với VFF, chẳng ai tin rằng người đàn ông đến từ Hàn Quốc xa lạ này sẽ làm nên một câu chuyện vĩ đại cho bóng đá Việt Nam. Để rồi 5 năm sau, cái tên Park Hang-seo đã mãi in hằn vào tâm trí của những người hâm mộ bóng đá nước nhà. Sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình 5 năm kỳ diệu của huấn luyện viên Park Hang-seo về bóng đá Việt Nam như một lời tri ân đến ông. Thời điểm mà Park Hang-seo chuẩn bị sang Việt Nam, ông không nhận được nhiều sự đón nhận cũng như kỳ vọng từ người hâm mộ trên giải đất hình chữ S. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã thay rất nhiều huấn luyện viên nội và ngoại khác nhau, nhưng thành tích thì chẳng có gì thay đổi. Chúng ta không đạt được nhiều thành công tại các giải đấu khu vực và quốc tế. Duyên phận, đội Park Hang-seo đến với Việt Nam cũng khá tình cờ, khi ông không phải là người trực tiếp nộp đơn ứng cử, mà là người đại diện Lee Dong-jun. Quá trình thương thảo để ký hợp đồng chính thức cũng diễn ra rất chóng vánh. Tất cả chỉ được hoàn tất trong vỏn vẹn một ngày. Mặc cho những hoài nghi ở những ngày tháng đầu tiên khi ra mắt tại Việt Nam, Park Hang-seo vẫn một mực giữ nguyên triết lý bóng đá của mình trong buổi họp báo ra mắt vào tháng 10 năm 2017 rằng: về lý thuyết, lối chơi mà tôi xây dựng cho đội tuyển Việt Nam là bóng ngắn, nhỏ, di chuyển nhiều và linh hoạt, thay đổi chiến thuật tùy hoàn cảnh. Lối chơi này đòi hỏi cầu thủ phải rất nhanh nhẹn, khéo léo, kèm khả năng tư duy, luôn quan sát đồng đội trên sân và đặc biệt là đỡ bóng bước một. Chiến tích đầu tiên của ông Park cùng với bóng đá Việt là khi ông cùng U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu M150 tại Thái Lan. Màn chào sân của chiến lược gia người Hàn Quốc tương đối ấn tượng khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1. Tuy nhiên kết quả này vẫn không khiến người hâm mộ tỏ ra quan tâm, bởi họ chỉ xem đây là một giải giao hữu và mọi chuyện vẫn chưa được chứng minh nhiều. Cho đến giải đấu chính thức đầu tiên là vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đó là giải đấu mà ngay ở lễ nhậm chức, Park Hang-seo đã tuyên bố sẽ giúp U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích. Thế nhưng, ai cũng nghĩ rằng thời điểm đó, ông chỉ nói cho vui hay khích lệ tinh thần các cầu thủ trước thềm giải đấu lớn. Sự hoài nghi của khán giả trong lời tuyên bố của ông Park không phải không có lý, bởi chỉ cách đó chưa đến nửa năm, thế hệ của những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường vừa nhận thất bại ê chề tại SEA Games 2017. Nhưng rồi, Park Hang-seo không chỉ nói suông. U23 Việt Nam dưới bàn tay của ông đã tạo nên một cơn địa chấn ở Thường Châu năm đó. Cột mốc chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra một kỷ nguyên đại thành công vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cùng với dàn cầu thủ U23 được đánh giá là một lứa thế hệ vàng, Park Hang-seo cùng với các cầu thủ của mình thừa thắng xông lên khi tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại các giải đấu châu lục với việc giành hạng tư tại ASEAN 18. Đó là lần đầu tiên đội tuyển Olympic bóng đá nam Việt Nam đi xa đến vậy ở một kỳ đại hội châu Á. Vinh quang của Park Hang-seo không chỉ gói gọn ở cấp độ trẻ, ông còn giúp bóng đá Việt Nam thành công vang dội ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên người Hàn góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 một cách thuyết phục sau 10 năm chờ đợi, chính thức mang về cho bóng đá Việt Nam một danh hiệu thực sự như lời chứng minh đanh thép tầm vóc của nền bóng đá nước nhà trước những đối thủ trong khu vực. Chỉ hơn 2 tuần sau khi vô địch AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với bóng đá Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang tại đấu trường Asian Cup 2019. Dù vượt qua vòng bảng có phần may mắn nhờ chỉ số fair play, nhưng những chiến binh sao vàng đã chứng tỏ cho cả châu Á thấy rằng đội tuyển Việt Nam không còn là một đội bóng dễ bị run sợ trước những ông lớn của châu lục trong quá khứ. Đoàn quân của Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại Jordan ở vòng 1/8 trên loạt luân lưu quả cảm, trước khi chỉ chịu dừng bước trước nhà áo quần Nhật Bản ở tứ kết. Với những gì đã đạt được, huấn luyện viên Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam giành được tấm huy chương vàng, một bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games. Và tại SEA Games 30 năm 2019, Park Hang-seo khi ấy có trong tay những quân bài tốt nhất để hướng đến tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Hơn hết, người hâm mộ Việt Nam tự tin vì họ có được một vị chiến lược gia tài ba có thể mang đến những điều thần kỳ cho bóng đá nước nhà. Tại kỳ SEA Games 30, từng khoảnh khắc mà các học trò của ông Park ghi bàn vào lưới đối phương,
người hâm mộ như vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng đến tột độ của cả dân tộc. Để rồi, giây phút trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, hàng triệu người dân Việt Nam một lần nữa được sống trong những giây phút tự hào nhất của tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử mà chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Dưới thời Park Hang-seo, các cấp độ của tuyển Việt Nam thực sự lột xác trong những trận cầu lớn. Không còn là một đội tuyển chú trọng vào quyền kiểm soát bóng và sử dụng kỹ thuật cá nhân làm nền tảng. Thay vào đó là một đội bóng chơi đầy chắc chắn và thực dụng bất cứ khi nào cần thiết, với điểm mạnh về hàng phòng ngự được bố trí dày đặc. Không còn là một đội bóng luôn sợ những tình huống bóng bổng với thể hình kém cũng như sự ngây thơ trong cách thi đấu. Việt Nam của Park Hang-seo luôn biết cách ghi bàn trong những tình huống cố định hay sẵn sàng chơi tiểu xảo với sự khôn ngoan cần thiết trong một trận cầu đỉnh cao. Dưới bàn tay tài ba của ông, các cầu thủ Việt Nam giờ đây không hề biết khuất phục trước những hoàn cảnh ngặt nghèo hay dễ mất tinh thần. Họ luôn biết cách đứng dậy sau những bàn thua và sửa chữa sai lầm bằng một tinh thần rực cháy. Trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games 30 là ví dụ rõ ràng nhất. Sự ma thuật của ông Park còn đến ở chỗ, ông đã biến những điều tưởng chừng như bất khả thi trở thành sự thật. Ông như người truyền lửa, người mang lại cho các cổ động viên nước nhà tràn ngập trong những khoảnh khắc hòa cùng men say của niềm vui chiến thắng. Nói không đâu xa, ở kỳ SEA Games 31 diễn ra ngay tại quê nhà, thầy trò Park Hang-seo một lần nữa khiến dân tộc được vỡ òa khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Nếu so với kỳ SEA Games cách đây gần 3 năm, U22 Việt Nam tại SEA Games 31 không được đánh giá quá cao như những người đàn anh khi xưa. Thế nhưng, khi lèo lái con thuyền của những chiến binh sao vàng vẫn là Park Hang-seo, người đã đặt nền móng đã thành công cho bóng đá Việt Nam suốt những năm qua. Khi mà áp lực buộc phải giành huy chương vàng đã không còn, nhưng một áp lực khác cũng lớn không kém, đó là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng trên đất nhà. Vô địch đã khó, nhưng bảo vệ thành quả ngay quê hương còn khó hơn gấp bội phần. Tuy nhiên sau tất cả, những người yêu bóng đá Việt Nam lại được chứng kiến thời khắc vinh quang của thầy trò Park Hang-seo khi chúng ta tiến đến ngôi vị cao nhất bằng 6 trận bất bại, không để thủng lưới bất kỳ một bàn nào. Chúng ta đánh bại U23 Thái Lan, Malaysia lẫn Indonesia để giành được tấm huy chương vàng lịch sử. Những thành tích trên là quá đủ để Park Hang-seo đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Việt Nam dưới tư cách vị huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử. Đỉnh cao nhất mà Park Hang-seo đạt được cùng với đội tuyển Việt Nam còn nằm ở vòng loại World Cup 2022, nơi mà ông đưa các cầu thủ của mình lần đầu tiên vào tới vòng loại cuối cùng. Tại vòng loại thứ 3, Việt Nam phải nhận thất bại trong cả 7 trận đầu tiên. Để rồi, thầy trò Park Hang-seo đã vùng lên ở thời điểm quan trọng nhất để có được những chiến tích lịch sử. Đó là trận thắng đầu tiên khi chúng ta đánh bại Trung Quốc 3-1, và hơn hết là việc cầm hòa 1-1 trước ông lớn Nhật Bản ngay trên sân khách. Dù không thể chen chân đến Qatar, nhưng trải nghiệm tích lũy ở vòng loại cuối cùng là bàn đạp để bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu xa hơn như World Cup 2026. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, niềm vui nào rồi cũng sẽ phải đến lúc dừng lại. Giờ đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau ngày 31 tháng 1 năm 2023, kết thúc 5 năm đưa nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới. Vừa qua, VFF xác nhận huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay Việt Nam sau AFF Cup 2022. Chia sẻ về việc chia tay bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc bộc bạch: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ, kỷ niệm trong chuyến hành trình kỳ diệu 5 năm cùng với bóng đá Việt Nam. Với vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và rất thú vị. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà người Việt Nam đã dành cho tôi." Thành công của Park Hang-seo đến từ những điều hết sức giản dị. Đó là sự mẫn cán trên sân cỏ. Đó là thành công mà ông gặt hái được. Đó là tình cảm yêu thương, chân thành, gần gũi với các học trò, những người mà ông đối xử như cha với con. Quan trọng hơn hết, huấn luyện viên người Hàn không bao giờ đặt nặng vấn đề tiền bạc, mà lẽ ra đó là điều đương nhiên mà ông cần nhận được sau những chiến tích mà ông mang về. Dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Park Hang-seo không còn đồng hành với bóng đá Việt Nam, đó chắc hẳn là một tiếc nuối vô cùng to lớn.
Bởi nhờ có ông, Việt Nam đã thể hiện một cách rõ ràng trên bản đồ bóng đá châu lục và thế giới. Các cấp độ đội tuyển Việt Nam đã không còn run sợ, e dè trước những đối thủ mạnh hơn rất nhiều lần. Khoảnh khắc tất cả người dân Việt Nam đặt tay lên trái tim mình khi tiếng nhạc quốc ca vang lên, đó là những giây phút đầy tự hào và thiêng liêng sẽ được lưu dấu vào lịch sử của thể thao nước nhà. Và đó cũng là khi hình ảnh Forrester chiếm trọn tình yêu của hàng triệu người hâm mộ trên giả đất này. 5 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn đã khép lại. Nói không ngoa, khi một huấn luyện viên người Hàn Quốc đã trở thành vị chiến lược gia vĩ đại nhất bóng đá Việt Nam, đơn giản vì ông xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương, sự ngưỡng mộ lẫn tôn trọng. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà chúng ta còn được nhìn thấy ông Văn hò hét chỉ đạo bên ngoài cabin. Hãy cùng nhau cháy hết mình, nỗ lực hết sức vì lá cờ đỏ sao vàng vinh quang. Và sẽ thật tuyệt vời nếu chiếc vô địch AFF Cup 2022 là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà các cầu thủ dành tặng cho người thầy đáng kính của mình. Xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo vì những gì mà ông đã mang đến cho bóng đá Việt Nam. Xin chúc cho ông sẽ luôn hạnh phúc và thành công trên con đường sắp tới. Trong trái tim của những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ luôn mãi dành một vị trí rất trang trọng nhất cho ông sau tất cả những vinh quang mà ông đã mang về cho quốc gia này.